Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi đến nhà đệ tử thứ hai của mình là người cá Lucy. Tion có mang theo đồ ăn cho bạn Lucy nữa. Không biết tại sao là bạn Lucy tuần này không có đến câu lạc bộ người cá thì tôi đi thăm bạn ấy. Wow, vô nhà bạn người cá Lucy có quá nhiều đồ cổ luôn các bạn ơi. Lucy ơi. Trời ơi, Lucy. Nằm ở nhà chơi iPad vậy? Nhà em sao nhiều đồ cổ dữ vậy Lucy? Em sưu tầm đồ cổ nhiều dữ vậy luôn hả? Trời đất ơi. Các bạn ơi, biết người cá Lucy là gì không? Chuyên gia sưu tầm đồ cổ. Nhà bạn ấy quá nhiều đồ cổ luôn nè. Rồi bạn người cá Lucy bạn người cá Lucy sao vậy? Bạn người cá Lucy đừng nói là mắc cỡ nha. Bây giờ tôi qua rủ bạn người cá Lucy đi bơi nè. Chuẩn bị tập luyện cho sự kiện câu lạc bộ người cá từ sau, chịu không? Đi đường xa cực khổ tới đây. Không biết tại sao không đến câu lạc bộ người cá, vô đây ngồi im re, ngồi cười. Không hiểu lý do tại sao luôn. Có đồ cổ gì đẹp đẹp giới thiệu tôi coi coi. Wow, ở đây có một bức tranh đẹp quá vậy ta. Tranh gì vậy Lucy?